trước tiên thì mình đã nhận ra được cái bản thân của mình là ai rồi. Thì bắt đầu sẽ là một cái hành trình, và Sa nghĩ sẽ là một cái hành trình khá là gian nan để mà mình khẳng định bản thân, thay đổi bản thân theo những cái ước mơ của mình. Thì không biết là cái hành trình đó của mỗi người chúng ta nó gian nan như thế nào. Và cái thời của chị á, là cách đây cũng mấy chục năm rồi, không có bao giờ chị nghĩ rằng là chị được quyền là sống thực với mình. Mình phải gồng lên như là những đứa con trai khác, chơi đá banh, đi tập tạ. Xong rồi hồi xưa cái giọng của chị á, lúc mà chưa có vợ á, thì nó như một đứa con gái. Nó ca mà nó nhái mà hát là hát tông nữ không. Khi mà để hòa nhập với lại cộng đồng trong lớp hoặc là rồi mình cứ rồi nó càng làm thì nó càng bị vô duyên. Hiểu không? Nó kịch cỡm lắm, từ vì nó không có tự nhiên. Giống như là bây giờ mình thích mặc đồ con gái nhưng mà lại phải mặc đồ con trai. Ok, nhưng mà trong lòng nó không vui thì sao mà nó thể hiện cho đúng được, đúng không? Thì là chị không có được quyền mơ tưởng để trở thành. Và cho đến khi chị lớn lên, chị ra xã hội, chị có công việc làm và chị nổi tiếng, là chị ra nước ngoài, thì tự nhiên chị thấy những cái người chuyển giới ở nước ngoài đó, ở Thái Lan, ở Singapore, ở những nước khác, thì chị thấy rằng là họ được sống thực với mình, quá hạnh phúc, họ đi như là mình bây giờ vậy đó. Chả có ai làm gì họ, mà họ tỏa sáng, họ xinh đẹp, họ rất là happy, hiểu không? Rồi nói chuyện như một người con gái bình thường sẽ nghĩ, ủa, hóa ra là họ được quyền hả? Được quyền làm điều đó hả? Cái đó giống như là một cái quyền của một cái con người bình thường thôi. Thích quá bình thường quá. Tự nhiên cái được giống như vậy? Là giống như là khai sáng hay gì đó. Xong nó chỉ bảo là tại sao mình không sống như họ? Thậm chí chị nghĩ là có khi nào mình làm về xong mình bị xử tử không? Chưa có luật mà cũng chưa có ai làm hết, nên chị đâu có biết là như thế nào. Khi mà em nghe chị Cindy chia sẻ về cuộc sống của mình, cái hành trình của mình, thì em thấy em may mắn hơn rất là nhiều. Tức là em cũng có những cái khó khăn nhất định. Em là một cái người mà thật ra em nhìn em như vậy nhưng mà em rất là cứng đầu. Em mà cảm thấy là cái việc em làm nó đúng rồi thì trời sập, em cũng không có thay đổi cái quyết định của em. Nhưng mà chỉ có một cái ải khó nhất, đó chính là gia đình thôi. Là ba mẹ em lại không có đồng tình với cái điều đó. Em chỉ trong cái một cái tâm lý là em sẽ trốn chạy. Em không có dám mà về để đối mặt với ba mẹ mình. Tại vì khi mà ba mẹ em biết được là em là một cái người có cái xu hướng để chuyển giới á, hôm đó ở nhà là có một cái trận rất là linh đình. Mình tự chủ về kinh tế, mình có địa vị xã hội rồi, thì mình đã là một cái người thành công rồi, thì những cái quyết định của mình không ai được phép can thiệp vào hết. Tại vì mình làm những cái điều đó nó không có vi phạm pháp luật. Pháp luật Việt Nam không có cấm một cái công dân nào mà có thể tự do được sống với chính bản thân mình hết. Mẹ em là cái người mà có thể chịu được hết tất cả những cái căng thẳng, áp lực từ phía gia đình, từ phía ba em, từ phía xã hội. Có thể nhìn vào, chỉ trích mẹ em như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được chỉ trích con của mẹ em. Nên là mẹ em luôn luôn đồng hành với em trong những cái tháng ngày khó khăn đó. Hai vợ chồng cãi nhau khi mà ba em biết là mẹ em có cái quyết định là sẽ đồng ý cho em làm cái chuyện đó, thì ba em đòi là bỏ nhà đi. Ghê vậy. Hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, chưa bao giờ mà ba em nói cái điều đó hết. Nhưng mà nếu mà bây giờ mẹ em quyết định là cho em làm một cái người con gái thì ba em sẽ bỏ nhà đi. Thì mẹ em nói là bây giờ không cần ba em phải đi đâu hết, ba em cứ ở đây, mẹ em và em đi một nơi khác sống, miễn là có thể cho em được một cái cuộc sống nó thoải mái và nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái tương lai của em. Tại vì nếu mà bây giờ cứ ngăn cấm thì em sẽ chỉ biết tuổi ăn tuổi lớn, mà kiểu nó sẽ còn rất là bồng bột, sẽ rất là dễ sa ngã vào những cái điều xấu. Thì khi mà mẹ em suy nghĩ được cái điều đó, cả áp lực quá cũng không có tốt. Dạ đúng rồi. Ở ngoài xã hội nó như thế nào cũng được, nhưng mà nếu mà gia đình không có hiểu cho con cái á, thì không có, thì đâu còn một cái nơi nào để mà mình về đâu, không có một cái nơi nào để mình tựa vào hết. Thì bắt đầu sẽ đi ra ngoài, mình thấy là cái người này có thể hiểu được mình sẽ chơi với họ, mặc dù là mình biết họ xấu, nhưng mà mình vẫn sẽ dấn thân vào. Thì mẹ em rất là sợ cái viễn cảnh đó, nên mới có được một Đỗ Nhật Hà như ngày hôm nay. Em vẫn tiếp tục trên cái con đường học vấn của em, và em vẫn có thể làm được những cái điều tích cực như rất là nhiều người khác. Mẹ em quá tuyệt vời. Phải công nhận. Sợ, rất là sợ. Cái hồi đó khắc khe lắm, chứ không phải như bây giờ đâu. Vậy khi mà chị nói với ba mẹ rồi đó, thì ba mẹ phản ứng sao? Trời ơi, hết hồn luôn. Đúng nghĩa là phong ba bão tố luôn. Nhưng sau cùng
chị chỉ nói một câu: không ai sống giùm cho con. Những lúc con đau đớn nhất, con lạc lõng nhất, con cô đơn nhất, từ vì con không được là chính mình. Mọi người ở đâu, ai sống hộ con, ai bảo vệ con? Chị muốn là con gái mà cứ bắt chị là đàn ông, phải lấy vợ đi, phải sống ra kiểu đàn ông. Sống ra kiểu đàn ông, sống kiểu gì khi tôi không phải là đàn ông? Thế nên cuối cùng chị quyết định, chị để dành tiền, chị đi chuyển giới ở Thái Lan. Đó, cái bệnh viện Yan Hee là cái bệnh viện là nổi tiếng nhất và uy tín nhất ở Thái Lan lúc đó. Đó, chị dồn hết tiền của chị vô để chị làm. Mà nghe nói lúc đó là rất là đắt luôn không? Khoảng đắt, đắt lắm. Khoảng 30.000 đô lúc đó đúng không? Chị nói cái giá 30 là cái giá để chị nói với tôi, nhưng mà thật sự là hơn nữa. Nhưng mà thôi, nói như vậy để cho nó dễ nghe nhé. Nhưng mà lúc đó chị có điều kiện mà. Từ vì lúc đó chị làm, chị rất nổi tiếng. Và bây giờ có một Cindy Thái Tài nữa. Nhưng mà với em á, em so với hai người, em không biết là em may mắn hơn hay là em kém may mắn hơn. Quá đó. May mắn. Cái thứ nhất á, em may mắn là gia đình em đã đón nhận em từ nhỏ. Khi lớn lên em quyết định thay đổi bản thân thì ba mẹ em chấp nhận em ngay chứ không có cản. Đó là một cái lý do là ba mẹ em làm nghề nông. Và ba mẹ em cũng không có quá nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc em từ nhỏ, và phải gửi em đi hết cô chú bác này kia nuôi. Em không có ở chung với ba mẹ từ nhỏ, cho nên là những cái gì á em muốn làm hầu như là do quyết định của em, và ba mẹ ít có can thiệp vào, bởi vì đâu đó em nghĩ ba mẹ suy nghĩ rằng mình không có quá nhiều trách nhiệm với con mình thì mình nên ủng hộ cho nó. Em quá may mắn luôn. Em may mắn chỗ đó, nhưng mà ngược lại thì cái hành trình của mình sẽ gian nan hơn, bởi vì cái gì cũng tự mình làm hết. Em tự lớn lên, em ở nhà người này, hết nhà người này tới nhà người kia, cứ đi như vậy. Xong rồi lớn lên em cũng đi làm từ rất là sớm. Gia đình mình nghèo khó quá, mình không có đủ tài chính, và em cũng coi những cái giá cả để mà chuyển giới. Em thấy nó mắc quá. Đối với em, một cái đứa đi làm lúc đó lương có 3-4 triệu một tháng mà phải trả tiền nhà, tiền ăn là hết sạch, không có tiền để dành. Em nghĩ nó là cái gì nó xa vời quá. Sao cuối cùng sao? Rồi cuối cùng là một cái dấu mốc là Miss Beauty tổ chức. Là em mới tiêm 4 mũi hóc môn thôi. Là chị tiêm cho em, chứ nó hơi đi thi, đi cốc thi nè, đi thi chơi cho vui. Em muốn đi thi chơi cho vui. Xong rồi đạp xe cọc cạch đó đi thi, và phải xin chỗ làm để nghỉ mấy bữa thi. Thì thi mình tâm lý thoải mái thì mình thi thôi, ai dè mình giật luôn cái vương miện về. Không, nó đẹp thật. Hả? Rất là đẹp luôn. Dạ, thì may mắn đó thì được tài trợ phẫu thuật 50%. Mà còn 50% nữa thì em phải cố gắng em tự bươn chải. Thì tiếp sau đó ai cũng nghĩ là đạt hoa hậu chuyển giới rồi, về thì sẽ thay đổi. Nhưng mà rõ ràng cuộc thi lúc đó truyền thông chú ý, mọi người cũng bắt đầu hết hồn, bởi vì Việt Nam có một cuộc thi cũng tổ chức bài bản quy mô dành cho người chuyển giới và tìm ra một người để mà đội vương miện danh giá. Nhưng mà sau đó thì có nhiều cái lý do mà mình không thể nào bước chân vào showbiz, đặc biệt là ngoại hình em lúc đó nó chưa hoàn chỉnh, định kiến nó còn rất là nhiều. Cho nên em khi trở về cuộc thi trở lại á, thì em phải đi làm lại. Và em nghĩ là em phải đi làm thiệt là nhiều tiền để em thực hiện cái ước mơ này của mình. Em lựa chọn nhiều ngành nghề, thì trong đó có một cái nghề là em đi làm quán bar. May mắn là em vô cái môi trường đó là có nhiều khách nước ngoài lắm. Họ cứ đi vô họ uống, họ nói chuyện rồi họ đi về. Thì em nhớ là một cái ly nước mà họ mời em muốn á, thì em được 40.000. Rồi em để dành từ từ. Tức là một ngày mình uống nước được nhiều á, thì mình có nhiều tiền hơn. Và sẵn đó em cũng tập nói tiếng Anh với những cái người ở trong đó luôn. Thì em không có được đi học trường lớp tiếng Anh như là Hà đây, thì em chỉ là học tiếng bồi thôi. Nhưng mà chị nhớ cái hôm mà em đi thi đó, từ vì hôm đó chị có đi, chị có hát cho chương trình đó. Dạ. Chị có tham gia. Thì là chị nhớ là lúc em lên hát đúng không? Em hát tiếng Anh đúng không? Dạ, tiếng Anh. Rất là hay luôn. Chị đang ở trong phòng make up á, chị phải chạy ra chị xem mà. Nhớ được cái bài em hát hay, em có thể hát một đoạn được không? Ok liền. Và đó là bài mà em phải nói là quá thích, rất thích. Nó ý nghĩa, nó là one moment in time, tức là cố gắng tỏa sáng trong một cái khoảnh khắc nào đó mình có thể mình bật ra, mình bứt phá lên. Thì bài đó hát cái câu nào mà em thích nhất nha? It's a day I live, I want to be, a day to give, the
past of me. I'm only one, but not alone. My finest day is shed unknown. I broke my heart for every can. Today this week I face the pain. I rise and fall, your truth is tall. This must remain. I want one moment in time where I'm more than I thought I could be. When all of my dream for a heartbeat away, and the answer. Quá hay đúng không quý vị? Quá hay, phải công nhận luôn. Thật sự mà nói, khi mà em được trở về đúng với bản ngã của mình thì em lại cảm thấy là nó bước sang một cái trang mới hoàn toàn. Nếu mà em vẫn giữ khư khư cái hình hài đó, em sống cho mọi người, em sống cho gia đình, cho ba mẹ em, thì em có thể đạt được những điều như bây giờ hay không? Em có thật sự thoải mái và hạnh phúc hay không? Hay là những cái tháng ngày sau này nó vẫn là những cái tháng ngày, những cái tháng ngày mà nó cứ gọi là lay lất qua ngày, là sao nặng nề á. Vâng, nó rất là tạm bợ. Cái cảm giác của mình ấy, mình sống mà mình chỉ nói thật nhé. Nếu người ta có hỏi chị là bạn có thật sự hạnh phúc với bản ngã thật của mình hay không? Hiện tại nè, thì chị sẽ nói là chị quá hạnh phúc. Và hơn trên luôn cả hạnh phúc. Tự do. Hạnh phúc không chưa đủ mà là tự do luôn. Thì cảm giác như vậy nè, chị bị nhốt trong một cái nhà tù do cái định kiến, cái áp đặt của mọi người và mọi con người trong xã hội. Họ cứ nhìn bảo là tại sao mày cũng làm con trai, tại sao mày phải như thế này, tại sao mày phải như thế kia, tại sao mày không giống tao, tao là con trai là tao có chết đâu, tại sao mày cứ phải đua đòi, tại sao mày cứ phải làm những trò điên khùng. Mày tưởng như thế là hay à? Nhưng mà người ta đâu có sống cho cuộc đời của mình đâu. Trước khi mà em chuyển giới á, là em có một cái hình xăm ở trên vai nè. Nó là một cái cọng lông vũ. Và với em thì nó là tượng trưng của cái sự tự do. Đối với ai không biết, đối tượng nào trong cái xã hội này không biết, nhưng mà với người chuyển giới, đặc biệt là chuyển giới nữ, họ cực kỳ thích tự do. Họ muốn thể hiện bản thân, họ muốn sống theo cách của họ. Đúng rồi. Họ muốn chiêm nghiệm những cái hạnh phúc, những cái trải nghiệm của họ theo cách của họ. Đúng. Vậy mà xã hội lại áp đặt chúng mình, đúng không? Vì cái lý do gì? Mình khác biệt. Đó là sự tự do. Sức mạnh của sự tự do mang khi mình được tự do, mình là chính mình, thì mình mới thật sự hạnh phúc. Đúng rồi. Và mình mới thật sự tỏa sáng.